состояние так акни. Планируем сам творить видео о моем деле, где пи карисап то мы думаем до срай понятно пи даже плать паспорт на кнон WordPress. Планируем нем тем для юса во нем к юса админ. Sẽ mình nên hãy password vào nhóm nhóm thạch vào lại nhóm rồi data password vào nhóm của mình thì bên nhóm vài những virus error cứ nhóm thạch password và tại nhóm nơi trang cứ nhóm nó là kho họ vào nhóm thòm này chẳng nhóm ai cho được không nông php my admin vào nhóm bán tầm bay tầm mượn đây tầm bay bây tôi mới database hay chỉ database bao nhóm WordPress final sáng chẳng nhưng tôi mới không thể bao user nhưng tôi mới không thể bao user nhưng khởi thể user bao nhóm cứ user admin hay password bao nhóm bật nặng chẳng bây giờ chọn đăng tập tập password của bạn cứ WordPress mình ai giờ ai giờ đi clip viên một mình bạn chẳng dương miền tây giờ ai giờ đi clip code nâng mô chi thì sao mình vậy anh mà để sao PHP version cái đó nó cứ viết mình strong script chẳng vì một bạn không cài được script một mình chẳng như mình thì sao mỗi cứ chương tàu bật cột thay mới mỗi hai copy ở một hai nó không tin tăng chẳng chẳng làm bay tàu bật cột thay mới nhưng chưa được không website mới chúng ta script server dot main frame 8.com/wordpress underscore password underscore hasher dot php cái này nó cái nhóm bài password nhỏ nhóm môi pi bài buồn phải không chứ anh cái password thay mới bao nhóm chứ nhóm nâng generate vi làm bài vô tập ra nạp một bài bao nhóm chứ anh cái password thay mới bao nhóm để mình lấy chấp bị mới đọc phải hai nhóm cho được không php mà mình đã đọc bài bao nhóm nhóm pa nâng cho hàm tổ một tiết nhóm một refresh là thế này refresh là mày lập in ok cứ bị chờ xem là password mới lập em thế nhóm lọc ở trong lọc áo nhóm lọc in chờ sang mày lấy gỡ cho sơ và nhóm admin hay ở password mới lập em chúng em lọc anh em ai lọc em cho bạn này chẳng thì mà tụi nó sai bỏ nhóm cứ dương tới cho con website mình đi cho được con website mình đi sorry nhưng cho được cái website mình đi đồng bài vô đồng bài tới clip password mày bỏ dương cho được panel con PHP mà mình sau khi chọn video